Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại gửi đến các bác một video mới giới thiệu cho các bác đến 6 bộ âm ni, từ những âm ni bình dân và những đồ âm ni cao cấp. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con âm ni Technic. Dòng này, dòng Technic có model này SUV7A các bác nhé. SUV7A. Đấy, các bác nhìn nhé. Với một thiết kế rất là đẹp luôn, mặt phay nhôm trắng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Những dòng này này ưu điểm thì các bác chơi được nhiều dòng loa và đặc biệt là đánh những dòng loa Nga rất là hay. Đấy, dòng New Canuck A. Con này thì càng đánh thì càng hay mà chất âm thì nó rất là tuyệt vời luôn. Con này thì có cả nâu nước đầy đủ các bác nhá. Máy được thiết kế rất là đã luôn. Đấy, con này được đánh 4 sò dòng sò móc phét. Đây này, 4 con sò móc phét mà như con này thì nó sử dụng tỏa nhiệt bằng ống đồng nên là nó rất là cao cấp nhé, rất là chất lượng luôn. Đây, tỏa nhiệt bằng ống đồng nhé các bác nhé. Đấy, dòng này có cả cầu chữ U. Đấy, con này nó các bác có thể nằm rê nằm pau. Đấy, có cả cầu chữ U để nằm rê nằm pau rất là tiện. Và đánh hai cầu loa, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đây các bác nhé. Đấy, các bác chơi 4 đến 16 thì các bác ấn vào. Mà đấy, chơi từ 4, còn chơi từ 8 thì các bác nhả ra hai cầu loa A và B đây. Rất là tiện để cho các bác chơi. Đấy, tỏa nhiệt ống đồng này. Máy em bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhé. Hàng bãi đẹp kính cong luôn. Đấy, máy em bao zin bao đẹp luôn cho các bác này. Một con âm ni Technic SUV7A này. Đó. Con này công suất thì tiêu thụ là 135W nhưng mà công suất ra loa thì rất lớn luôn các bác nhá. Các bác đánh cho em bát 40 không phải nghĩ các bác nhá. Đấy. Ở đây thì cầu chữ U thì ngoài các bác nằm rề nằm pau ra các bác có thể đấu thêm equalizer rất là tiện. Đấy, một cái máy rất là chất lượng luôn. Con này thì đẹp mỹ mãn luôn. Đó, từ những IC giải mã tiếng này của nó này, đặc trưng này rất là hay luôn, của Technic luôn nhá, IC giải mã tiếng này. Đấy, rất là hay luôn. Con này thì chơi thì cực kỳ là đã và rất là chất. Và hôm nay là ngày mùng 1 nên là hôm nay em Tuyến, bình thường con này em bán trên 3 triệu. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng cho con âm ni SUV7A nhé các bác nhé. SUV7A, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 2 triệu 500 nghìn đồng. Đó, các bác nhìn hai quả tụ đã mắt chưa? Rất là to khủng bố luôn. Rất là đã mắt luôn, toàn bộ máy móc thì em bao zin bao đẹp luôn này, từ đèn thúc zin nguyên bản luôn này. Đấy, máy rất là sạch đẹp luôn. Chạy 4 sò móc phép, đánh rất là hay, càng đánh càng hay, New Canuck A. Đó. Tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni đầu bảng của hãng Victor nhé. Con này dòng S9 là một dòng hết số nhé. Đấy, dòng hết số luôn, GR S9. Đấy, một con âm ni Victor. Dòng Victor này thì thời kỳ đầu thì nó vẫn là thuộc về quả Mỹ quản lý các bác nhé. Còn nên là con này thì nó hơi hướng về Mỹ nên là nó thiết kế. Mỹ nó thiết kế và được giám sát. Tuy lắp ráp tại Nhật nhưng mà vẫn là do Mỹ thiết kế các bác nhé. Và cái ưu điểm của nó là nó sử dụng 7 cần equalizer luôn các bác nhé. 7 cần equalizer mà không có con âm ni nào có được như nó. Đó. Không có con âm ni nào mà có được như nó nên là chất âm con này rất là hay. Các bác không nghĩ là một con âm ni như này mà chất âm ra thì miễn bàn luôn. Nong nớt đầy đủ. Đấy, 7 cần equalizer. Hai cầu loa A và B. Các bác nhìn hai quả tụ như hai non bia luôn các bác nhá. Đấy, hai quả tụ to như hai non bia luôn, to vật vã luôn. Đấy, máy móc em bao zin bao đẹp luôn. Đặc biệt con này là đánh 4 sò sắt của Hitachi các bác nhá, 4 sò sắt của Hitachi. Đấy, toàn bộ máy móc thì đẹp keng rồi. Cực kỳ là đẹp và rất là chất. Đấy, từ đít đáy là không rôm rỉ bất kể chỗ nào luôn. Đó. Hai cầu loa A và B, có cầu chữ U. Và ưu điểm của con này thì nó có một cái đường rề luôn sẵn chờ để cho các bác chơi thêm một con âm ni hay là chơi một con pau nữa. Đấy, cổng rề riêng biệt này. Và nếu mà các bác rút cầu chữ U ra thì các bác cứ liền lúc các bác chơi cho em hai con pau hay là hai con âm ni liền một lúc. Ngoài chơi mi nó ra thì đây có một cổng rề riêng biệt nhé, cổng rề này, và rề út này là riêng biệt để cho các bác chơi một con âm ni khác mà không cần phải nhức cầu chữ U. Rất là hay và rất là tiện.
Đây, hơi nguyên bản của nó là vẫn là được Mỹ giám sát này, đây, sản xuất và thiết kế tại Mỹ này, USA nhé các bác nhé, đấy, USA, con này thì nguyên bản vẫn là quả Mỹ, đấy. Và trở kháng thì đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé, thoải mái cho các bác chơi. Đó, con này công suất là 135W nhưng mà công suất lan loa rất là lớn luôn, các bác có thể tham khảo trên Google. Đấy, hai cầu loa A và B, đánh liền nút cả hai cầu loa A và B, các bác chơi từ 4 ôm trở lên cho em. Đó, rất là tiện và con này rất là hay, các cầu ngõ vào thì nó có cả thêm một nghiêng cái cổng AUX1 này, nó có một cái volume để điều chỉnh chế độ âm thanh làm sao cho các bác nó phù hợp, rất là hay và rất là chất luôn, mà các bác có thể tham khảo con này bởi vì con này chất âm rất là tuyệt vời, đánh rất là hay. Đấy, hai cầu loa AB, máy móc rất em bao zin bao đẹp, mặt thì không có vết xước nào các bác nhé. Này các bác nhìn nhé, đó. Và bình thường con này em đang bán 6,5 triệu, hôm nay em tuyến xả giá để cho các bác với mức giá 6 triệu đồng. Ngoài ra nếu là các bác nào thích thì em sẽ tặng cho một cái vỏ gỗ nữa. Đó, con này em để cho các bác với mức giá là 6 triệu đồng nhé các bác nhé. Hôm nay là ngày mùng 1 nên là em tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 6 triệu đồng. Đấy, 7 cân equalizer của nó đây, rất là đã luôn. Mặt ngực em bao đẹp luôn, từ máy móc cho đến mặt mũi là không có một vết xước nào, rất là đẹp và rất là chất luôn. Đấy, các bác nhìn kỹ luôn. Đó, con này thì chơi chất âm thì miễn bàn rồi, bởi vì nó là Mỹ, nó làm thì nó miễn bàn luôn, Mỹ nó thiết kế thì quá chất lượng luôn. Đó, với mức giá hôm nay cho em tuyến để cho các bác mới mức giá chỉ có 6 triệu đồng, không đâu rẻ hơn được nữa, một con hàng hết số quả Victor. Và tiếp đến em tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đến từ thương hiệu của Mazang các bác nhá. Đấy, dòng Esotech, đây là Esotech nha, PM6 nha. Đó, con này thiết kế thì quá đẹp và quá chất lượng nguồn này. Dòng này nó thiên về cờ nát A các bác nhá. Đấy, con này nó chuyên về cờ nát A nên là các bác càng chơi thì càng phê luôn. Đó, con này thì cực kỳ chất lượng luôn các bác. Em nói thật là con này nếu mà các bác nào mà yêu mến mà những dòng mà âm thanh chi tiết trung thực thì em nó là số 1 rồi. Đó, toàn bộ nó rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn nhé, từ các cầu của nó thì nó thiết kế đối xứng của nó rất là đẹp luôn. Mỗi một bên là 4 núm chỉnh, chỉnh bát đều là riêng biệt luôn các bác nhé, chỉnh bát là riêng biệt. Đấy, dòng này đây, nâu nớt đầy đủ các bác nhé, nâu nớt này, nâu nớt thì nó có hai chế độ nâu nớt, các bác đánh chế độ 1 và chế độ 2. Đấy, dòng này nó chuyên về cờ nát A nên là chất âm của nó thì miễn bản rồi, các bác nào mà đam mê về cờ nát A thì nó là số 1 rồi. Đây, các bác chơi cờ nát A thì các bác ấn vào, còn khi nào các bác không muốn chơi cờ nát A nữa, các bác nhả ra là nó đánh cờ nát B các bác nhé. Hai cầu loa A và B này, hai cầu loa A và B này. Đấy, các bác chơi cờ nát A thì đây các bác nhấn nút này. Đấy, còn các bác chơi cờ nát B thì các bác nhả ra. Nên là con này nó thuần về cờ nát A, nó rất là hay. Đấy, càng đánh càng hay, mà con này thì nó lại cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, nó có một cái nắp đậy đặc trưng của thằng Mazang PM6, thằng PM5 thì nó lại không như này nhé các bác nhé. Chỉ có PM6 nó mới thiết kế đẹp như này. Đó, rất là đẹp và rất là chất. Đây các bác nhìn nè, hai quả tụ còn to hơn hai non sữa ông thọ luôn các bác nhé. Đấy, các bác nhìn hai quả tụ còn to hơn hai non sữa ông thọ, quá là to luôn. Chứ đừng nói là non bia đặt vào đây chỉ bằng nửa con tụ thôi. Đó, một cái biến áp mà như một cái tấm bánh chưng luôn, vuông to như tấm bánh chưng luôn. Và con này được đánh 48 sỏ móc phép cho hai kênh. Đây, 8 con sò móc phép đây. Toàn bộ máy với nước em bao zin bao đẹp luôn. Và nó sử dụng tỏa nhiệt ống đồng nhé các bác nhé. Đấy các bác nhìn tỏa nhiệt ống đồng này. Đấy, nhìn rất là đã luôn. Tỏa nhiệt ống đồng thì ưu điểm là tỏa nhiệt nhanh, bởi vì dòng này nó thiên về cờ nát A. Đấy, nó thiên về cờ nát A nên là nó cần tỏa nhiệt rất là nhanh, bởi vì cờ nát A thì nó sẽ rất là nóng. Mà cái ưu điểm là càng nóng lại càng hay. Đấy, ưu điểm cờ nát A thì càng nóng càng hay. Đây, từ đít đáy của em nó này rất là đẹp luôn. Đánh hai cầu nó A và B, chờ kháng đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé.
có cả cầu chữ U để cho các bác làm rề làm pau. Đấy, các bác làm rề làm pau thì các bác chỉ cần gạt như này, rất là tiện. Đấy, PM6. Con này cho công suất khủng lên đến 350W nhá. Được thiết kế tại California, Mỹ các bác nhá. Đấy, được thiết kế là tại California của Mỹ, bởi vì Mazang thì nó là một thương hiệu của Mỹ. Đấy. Đây này, các bác nhìn rõ rõ nhá. DC in USA. Đấy. Các bác nhìn rõ nhá. Đấy, DC in USA. Bởi vì Mazang thì nó là một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ nên là này, từ thiết kế các cái rất lên nó rất là chất và nó rất là hay, bởi vì con này thì cho chất âm rất là hay luôn. Đấy. Các bác chơi những dòng Esotech này thì các bác biết. Esotech thì là nó là một thương hiệu về cái tiêu chuẩn về cái chất âm của nó rất là cao. Nên là nó cho chất âm rất là hay. Đó. Và hôm nay em Tuyến ngày mùng 1 em Tuyến cũng xả giá luôn con Esotech PM6 này. Bình thường là em đang bán 11 12 triệu, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là chỉ có 8 triệu 800 nghìn đồng nhá, 8 triệu 800 nghìn đồng luôn. Đó. 8 triệu 800 nghìn đồng cho một con Esotech PM6. Các bác tham khảo trên thị trường không đâu rẻ hơn được nữa. Con này cũng luôn luôn là giá bán trên 11 triệu. Đấy, hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá này chỉ có 8 triệu 800 nghìn đồng cho một con Esotech PM6 đẹp mỹ mãn luôn. Đó, đây các bác nhìn rõ nhé, từ núm niếc này. Đấy, mặt mũi của nó này, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, các bác nhìn hai quả tụ là đã mê ngay từ phút đầu rồi. Nó quá to luôn. Đấy, con tụ của Mazang. Cực kỳ chất lượng luôn, rất là đẹp nhé. Từ đít đáy cũng là đẹp keng luôn. Đó. Từ đít đáy cũng là đẹp keng luôn. Hai cầu loa, rất là đẹp luôn. Với mức giá chỉ có 8 triệu 800 nghìn đồng. Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến bộ Mono Bernock. Dòng Audio Note nhé các bác nhé. Audio Note, một thương hiệu của Anh Quốc. Đó, hàng của Anh Quốc thì nó là miễn bàn rồi. Con này thì đánh thì đây, em đang test thử nó đây. Đang chơi thôi để cho các bác nghe. Bởi vì lý do là nó bản quyền nên là hôm nay em Tuyến chỉ test về nhạc không lời thôi. Đấy, nên nó đánh rất là phê luôn. Đấy, em mở đây. Đấy, hai đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Mà con này thì nó chạy bóng 300B. Thì bóng 300B thì được mệnh danh là nữ hoàng âm nhạc rồi. Đấy. Riêng con này thì bóng 300B thì nó gọi là nữ hoàng âm nhạc rồi. Nếu mà các bác mà đã trải nghiệm qua những bóng 300B rồi thì các bác đủ hiểu. Toàn con nó toàn đồ xịn sò hết. Đấy các bác nhìn nhé. Một dàn biến áp của nó này. Mỗi một một cục của nó là sử dụng 4 biến áp. Đấy, thì các bác đủ hiểu nó gấu khủng cỡ độ nào rồi. Và ở đây nó là một bóng nắn nhé. Một bóng nắn. Và mỗi một cục bao nó sử dụng cho mình là 2 bóng 300B. Và một bóng thúc là 6FQ7 bóng Mỹ các bác nhé. Đấy, USA này. Và một bóng rể là bóng ECC83 dòng quả mua lần của Anh Quốc nhé các bác nhé. Đấy. Riêng đôi bóng rể này bây giờ có giá là trên 4 triệu. Và riêng đôi bóng 300B này lúc nào cũng có giá 13 triệu một đôi. Đấy. Riêng bộ bóng của nó đã lên đến 26 triệu rồi. Và một thương hiệu Note. Đấy, Audio Note này thì các bác có thể tham khảo trên mạng. Đó, thì các bác đủ hiểu dòng của Anh Quốc thì miễn bàn rồi. Đây, em sẽ quay đít đáy đây. Bởi vì con này thì nó khá là to và nó khá là nặng. Đây, em tháo ra để em cho các bác, để cho các bác xem. Đấy. Của nó thì quá đã rồi. Đó. Đây, Made in England nhé. Đó. Con này được sản xuất và lắp ráp tại Anh Quốc các bác nhé. Đó, nên là nó độ bền, độ chất thì nó miễn bàn rồi. Đấy, cổng tín hiệu của nó được mạ vàng rất là đẹp luôn. Và ở đây thì nó sử dụng cầu 4 và 8 ôm. Và con này đánh thì các bác đánh trên 8 ôm thì các bác cứ đấu cầu 4 ôm cho em nhé. Nó đánh đến 32 ôm. Nên là thoải mái cho các bác chơi. Đó,
rất là đẹp luôn. Mà bộ này thì nó size nó rất là to. Đây em đo luôn cho các bác. Đây em đo. Đây em xoay lại để em sẽ đo luôn cho các bác, để cho các bác xem luôn về kích thước. Và mỗi một cục này thì nó nặng gần 30 cân các bác nhé. Và size của nó là 27 phân. Đấy, size 27 phân. Và tổng chiều sâu của nó là nó lên đến 56 phân các bác nhé. Tổng chiều sâu của nó lên đến 56 phân. Đấy, rất là cao to, lực lưỡng luôn. Các bác nghe hay, trưng bày rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, con này thì nghe hay và trưng bày đẹp, đồ nó toàn đồ khủng. Và nó sử dụng bóng 300B cừu Quảng Nga các bác nhé. Đây, bóng 300B của nó đây, 300B, hàng bóng này bóng cừu nhé. Đấy, các bác nhìn biểu tượng có con cừu này, đấy. Nó sử dụng bóng 300B cừu Nga, nên là con này nói về độ chất của nó thì miễn bàn rồi, quá đẹp và quá chất rồi. Đấy, bóng 300B cừu. Toàn bộ linh kiện là toàn đồ hãng nên là các bác miễn bàn luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất. Và bình thường con này là bây giờ là em bán là trên 60 triệu. Hôm nay em Tuyến xả giá ngày mùng 1, hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 58 triệu đồng nhá. 58 triệu đồng cho bộ mono block này. Đấy, zin đẹp xuất sắc luôn. Hàng này hàng từ Đức về này các bác nhá. Hàng này hàng được mang từ Đức về. Đấy, nhưng mà được sản xuất tại Anh Quốc. Hàng này được sách tay từ Đức về nên là nói về độ chất thì miễn bàn rồi. Đó, dòng nốt audio này thì các bác có thể lên mạng tham khảo để các bác biết. Hai đồng hồ vu rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp và rất là chất. Đó, các bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em Tuyến để em tư vấn. Con này thì nó được mệnh danh là nữ hoàng âm nhạc rồi. Các bác chơi bộ này thì em bao phê luôn. Đó. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con pau đến từ thương hiệu của Onkyo. Dòng Onkyo, dòng này là M506 các bác nhé. M506, đấy. Nó thiết kế rất là chất lượng luôn. Đây các bác nhìn nhé, một bộ máy rất là chất lượng luôn. Đẹp từng chi tiết luôn. Và con này nó sử dụng là hầu như theo phong cách mono block nên là nó sử dụng đều là riêng biệt hết. Nó sử dụng hai bộ nguồn riêng biệt này, bốn quả tụ nòng nguồn này. Các bác nhìn bốn quả tụ như bốn lon bia xếp lại nhé. To vật vã luôn. Đó, bốn quả như tụ nguồn trông như bốn lon bia xếp lại. Rất là chất lượng luôn. Máy móc rất em bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhé. Bao zin bao đẹp luôn. Đẹp từ A đến Z. Và con này được đánh hai cầu loa A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Công suất thì tiêu thụ thì chỉ có 190 W nhưng mà công suất ra loa thì cực kỳ là lớn luôn các bác nhé. Bởi những dòng Nhật thì nó không đều, nó sẽ hạn chế về công suất tiêu thụ. Đấy, nó tiết kiệm nhưng mà công suất ra loa con này thì, các bác đánh từ 4 ohm nó ra loa của nó những gần 200 W một kênh nhá các bác nhé. Các bác yên tâm rồi là các bác đánh từ 4 ohm nó công suất nó gần 200 W một kênh, các đủ cho các bác đánh những đôi bát 450 không phải nghĩ. Đó, công suất của nó rất là khỏe luôn để cho các bác chơi. Mà đặc biệt con này, những dòng này thì nó đi vào huyền thoại rồi. Nó sử dụng hữu cho mình hai đồng hồ to, vu to tuyệt đẹp luôn mà ít những dòng nào có được như nó. Hai volume riêng biệt để đánh cho hai kênh. Đó, hai cầu loa AB. Đấy, hai cầu loa AB. Với thiết kế cực kỳ là đẹp mà những dòng này thì nó quá tên tuổi rồi. Mà các bác thêm cho em con rề nữa thì nó lại càng chất nữa. Đó. Các bác có nhu cầu cần cả rề, em cũng có cả rề quả nó luôn các bác nhé. Và hôm nay bình thường những con này em đang bán giá 11 triệu. Hôm nay mùng 1 em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 10 triệu đồng cho con Onkyo M506 nhé. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá là 10 triệu đồng. Đó, em bao zin bao đẹp luôn cho các bác. Cực kỳ chất lượng luôn. Và tiếp đến em Tuyến lại giới thiệu cho các bác đến một con âm ly khủng quả Sansui. Dòng này cũng là hết số quả Sansui rồi. Con này có dòng AU Alpha 907i các bác nhé. Đó, thì hôm trước thì em về được một con. Cũng khá lâu lâu rồi em về được một con. Nhưng mà cũng nhiều bác hỏi nên là hôm nay em lại đấu về được một con nữa. Với tình trạng là đẹp mỹ mãn luôn. Đấy, dòng bóng soi gương này. Các bác nhìn sẽ nhìn thấy tay của em luôn này bên trong này. Đấy, dòng mặt gương quá đẹp và có chất. Mà con này thì em có Tuyến có thể dám khẳng định là đẹp từng chi tiết một.
và zin tuyệt đối, đẹp từng chi tiết một nhé. Đấy các bác nhìn nhé, từ cái biến áp của nó này, liền cái biến áp còn to hơn một cái tấm bánh chưng, và con này nó nặng lên đến trên 30 cân các bác nhé, nó nặng lên đến trên 30 cân toàn bộ máy móc. Mà đặc biệt con này nó đánh 16 phép đây, 16 sò cho một cái kênh đó, 16 sò phép trên cho hai kênh, em xin lỗi, mỗi một kênh của nó là 8 sò. Và đặc biệt nó sở hữu cho mình 6 quả tụ quá khủng luôn. Riêng bộ máy là em tuyến các bác nhìn nha, nó đặng cho đến mặt luôn, không co chừa một chỗ nào luôn. Đấy các bác nhìn kỹ, riêng một con này nó thiết kế nó quá gấu rồi. Nó coi như là không chừa một chỗ hở chỗ nào luôn. Đặt kín luôn. Đấy. Đặt kín luôn mà thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn nhé, từ máy móc cho trong này, đẹp mỹ mãn luôn. Con này đánh hai cầu nó A và B, trở kháng đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Dòng 907i, công suất lên đến 400W các bác nhé. Đấy, công suất là 400W. Đủ cho các bác đánh hai đôi bát 40 không phải nghĩ. Con này bởi vì nó quá gấu rồi, những một con âm ly mà thiết kế đến chạy đến 16 sò thì các bác đủ hiểu là nó gấu đến mức độ nào. Và con này B là gù nâng luôn các bác nhé. Con này B gù nâng. Đấy. Con này B gù nâng luôn. Nhưng đừng nói là bây giờ một người mà yếu là không thể B nổi con này. Nó quá chất lượng luôn. Nó quá là chất lượng luôn và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Riêng nó nói về độ đẹp của nó thì mỹ mãn rồi. Dòng khủng long rồi. Sansui 907i. Và con này em nghĩ là cũng không cần phải quảng cáo nhiều, bởi vì loa nào nó cũng vã được, không loa nào mà nó không vã được. Mà những dòng Sansui này thì chất âm thì quá là tuyệt vời. Đấy, đánh tất cả những dòng, mọi dòng loa, từ loa Âu Mỹ cho đến Nhật, không kén bất kể một dòng loa nào. Con này thì nó là hàng khủng long rồi. Đó, con này nói là nó là một con hàng khủng long rồi, quá đẹp và quá chất rồi. Và với con âm ly Sansui 907i, hôm nay em tuyến để cho các bác với mức giá là 15.800.000 đồng nhé. 15.800.000 đồng cho con Sansui 907i, một dòng hết số luôn của Sansui, hàng khủng long luôn đó, với mức giá là 15.800.000 đồng. Em bao zin bao đẹp luôn, không có mưa. Các bác chơi những con này thì không bao giờ phải lăn tăn từ bộ núm này, bộ núm này. Đấy, nó bóng loáng luôn, đẹp mỹ mãn luôn. Tất cả mọi núm này đẹp, là không có vết chảy xước gì. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp và rất là chất. Bóng soi gương này các bác nhìn. Các bác nhìn bóng soi gương nhỉ? Đẹp mỹ mãn luôn. Đó, thì em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969. Zalo của em là 0129984869. Địa chỉ của em Hải Xuân, Hải Học, Nam Định các bác nhé. Và đối với tất cả các sản phẩm, các bác nào có nhu cầu mua bên em, đối với sản phẩm dưới 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm trên 10 triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm. Và em Tuyến cũng nói rõ luôn là toàn bộ giá em vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào, alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn. Và em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.